Nguyễn Hồng xin nói tới Linh Mục Nguyễn Duy Tân mấy câu từ Nguyễn Hồng còn phải về quê anh chị. Linh Mục Nguyễn Duy Tân ông đã là một người linh mục thì lúc nào người ta cũng muốn hòa bình. Tại sao mà ông làm một chuyện nhỏ ông xé ra to hoài vậy? Ông có cái đầu không? Tôi lên clip này là một clip này là biết bao nhiêu rồi. Còn cả chục cái clip về ông mà có chứ không phải ít đâu. Tôi nói ông mấy năm nay rồi mà tính nào ông vẫn tật đó. Thà bây giờ ông cởi áo linh mục ra, ông ra ngoài đường đi, ông đừng có nói là ông đang ở trong nhà thờ nào, nhà thờ nào, nhà thờ thọ hòa, thọ gì ở đây á. Ông ra đường đi, ông muốn một khách sạn đi, hay là ông muốn một cái phòng trọ ông ở đi. Ông đa đảng hay là ông muốn dân chủ gì, tôi thề, không bao giờ tôi nói. Ông đừng có ngồi ở đó, ông lấy mà ra một cái nhà thờ hay là ông nói ông là cha này nọ nọ kia ra là để ông bôi nhọ cộng sản, ông bôi nhọ đất nước này. Tôi nói thiệt với ông, bây giờ có giết ông chết mà tôi nói thiệt, tôi xuống địa ngục tôi cũng giết. Ông là một người, tôi nói thiệt với ông là một người là con quỷ phá nhà chài. Giống như vừa rồi, ông muốn xây một cái am tội ở tòa hòa, người ta không cho. Ông đâu xây nhà thờ, ông đâu sửa nhà thờ. Nếu nhà thờ là dân minh chính đại không bao giờ ai nói. Tôi nói với ông là cộng sản này họ rất là tôn trọng những cái thiên, những cái linh. Tí là họ không có, có đạo thiệt, không có đạo cộng sản, không có đạo, đạo làm người thôi. Nhưng mà có một điều là người ta thiệt, người ta trụ mấy cái thiên và cái linh đó. Từ cái mảnh đất Việt Nam này là linh thiêng lắm. Đúng chưa? Tại sao mà ông tối ngày ông cứ bôi nhọ cộng sản, ông nói là cộng sản không có cho ông cất nhà thờ, coi như là này nọ nọ kia, ông dễ đóng lên để ông ăn tiền nước ngoài. Ông nhắm làm gì ông coi được không hả? Ông linh mục ông nhậu rượu qua ghế đẹp, ông đứng chụp hình với cái con nhỏ phản động, gốc phản động coi như là chánh tông, mặc cái áo dài mà ba sọc. Để sao người ta không lên án ông? Để sao người ta không chửi ông? Nếu là một người linh mục đàng hoàng, tôi gật đầu, tôi chào từ xa, tôi không đợi mà để nói một cái gì. Ai nói tới ông tôi phản đối, từ cái con Nguyễn Hồng này lên đây, là coi như là nói bên phải, bên phần phải, người nào phải là tôi bên, người nào đúng là tôi bên. Còn ông làm cho người ta lên án ông quá trời. Cầm lá thơ, ông đặt. Ông gửi người này, ông gửi người kia. Dân chủ gì? Ông muốn là coi như là ông mở cái nhạc lên, ông ca hát lên. Ông mở cái nhạc lên, ông làm giống như ông là một con cá sấu. Nuốt được người ta rồi là chảy nước mắt, trong khi chảy nước mắt là nước mắt giả bộ, nước mắt xạo, nước mắt mừng thôi. Chứ không phải là ông yêu thương gì ai hết đó, ông Nguyễn Duy Tân. Vừa rồi ông đánh những người yêu đất nước qua bên Thọ Hòa. Mấy ngày sau ông ăn một cái tiệc, đúng là ông là cá sấu. Nuốt được người là mừng. Hiểu chưa? Là có tiền. Bây giờ ông bức tâm thư nữa. Tôi hỏi ông á, ông viết bức tâm thư đó, ông ăn được bao nhiêu tiền? Nói thiệt đi. Đừng có giả dối, đừng có dối lòng quá đi ông Nguyễn Duy Tân này. Tôi thấy ở Vatican có một ông cha, cái tiếng nói của ông rất là nặng cân. Hiểu chứ? Vừa rồi người ta đánh nhau, Mỹ với Iran, Iraq gì đó không biết, đánh nhau. Ông lên ông đưa hai tay ra chuộng hòa bình, không binh bên nào. Bên đạo Hồi ông cũng binh, bên đạo Chúa ông cũng binh. Tại sao? Tại vì người ta đang sống ở cái mảnh đất đó gần đạo Chúa, gần đạo Hồi. Thì phải cắn với đạo Hồi sát bên nhau như vậy. Nhưng mà cái lực hai bên đều nắm hết. Biết chưa? Cái lực đạo Hồi cũng nắm bên này, mà cái lực đạo Chúa cũng nắm bên này.
lần sau người ta nhập gia người ta tùy tục. Còn ông ở mảnh đất cộng sản, hiện tại bây giờ cộng sản đang nhìn ngó ông, có chuyện gì ông kêu cộng sản, ông kêu công an. Công an là gì? Là cộng sản chứ là cái gì? Mà ông Nguyễn Duy Tân, ông hoàn toàn ông nói thiệt, ông phản, đúng là người ta nói là phản phúc phản chủ. Người ta dí ông thua một con gì ông biết không? Người ta dí ông thua một con chó. Tôi nói cho ông biết, Nguyễn Duy Tân à, ông sống giống như là ông lạnh lùng, ông lạnh cảm, giống như là ông chỉ biết là coi như là tiền thôi, không biết cái gì ngoài đó nữa hết. Dân tụi tôi quá gớm, quá tởm về ông Nguyễn Duy Tân. Nói thiệt ông không biết cái gì, ông chỉ biết là làm cái gì là có đồng tiền tới với ông, đồng tiền dơ tới với ông là ông đồng ý, ông chấp nhận. Ông ăn cái đồng tiền coi như khốn kiếp đó mà để ông lên án một người này, ông lên án một người kia. Hôm nay là ngày thứ sáu, nói về bên đạo Hồi với đạo Chúa là ngày thứ sáu là thiên nhất của thế giới này, đúng chưa? Hôm nay ngày thứ sáu tôi lên án ông đó, tôi chấp nhận. Ví dụ ông làm những công việc đúng thì ông lên thiên đàng, còn tôi lên án ông đúng, tôi lên thiên đàng, ông xuống địa ngục. Ông biết ông đang phá bao nhiêu cái chùa, bao nhiêu cái miếu ở mảnh đất Việt Nam này không? Ông Nguyễn Duy Tân. Làm cha, làm chú, làm linh mục. Hồi xưa tới giờ mấy anh, mấy chị có nghe mà ai mà muốn là chiến tranh không? Không có. Lúc nào người ta cũng chuộng hòa bình. Nói ông đi Đà Lạt là thấy ông thấy ghét rồi. Ông đi quay mấy cái chỗ mà người ta sắp sửa quy hoạch, người ta sắp sửa là coi như là tu bổ lên, ông quay. Còn cái nhà thờ con gà cha bá lửa từ thời Pháp tới giờ đó, sao không qua đó quay? Chạy xanh ra hai bên tai nè, dỗ một bên không nghe, dỗ hai bên mới nghe. Làm gì phải làm từ bên trái, từ bên phải tới bên trái. Bây giờ Nguyễn Hồng muốn đi quay một cái gì cái đẹp đẽ, đúng chưa? Thì mình phải lên án những cái xấu xa của mình trước, mình mới đi qua những cái tốt đẹp sau. Ông lên án người ta những cái gì? Những cái tốt đẹp từ hồi xưa tới giờ, mấy anh mấy chị nhìn ở trong cái trang của ông Nguyễn Duy Tân có không? Hoàn toàn không. Toàn là đưa cái xấu của người ta lên không? Đất nước nào toàn diện đâu? Chỉ tôi coi. Chỉ tôi đi. Chào đại gia đình yêu nhé. Nguyễn Hồng hôm nay nhiều công chuyện lắm. Nhưng mà Nguyễn Hồng phải lên nói, cái ngày hôm nay là ngày thứ sáu, phải lên án cái thằng linh mục này, thằng linh mục Nguyễn Duy Tân này. Không để cho nó tự cung tự tác được. Anh chị à, muốn dân chủ, dân chủ lúc nào cũng mở bài hát trả lời đây, trả lời đây, trả lời cái gì cho mày ở đây hả? Vừa rồi á, nó đang nhậu, nó mở nguyên một bài hát đó, nó hằng điện thẳng thôi. Có phải cha linh mục Nguyễn Duy Tân không à? Có phải ông linh mục Nguyễn Duy Tân không? Dạ cha đây. Tôi nói không, không kêu bằng cha được, tôi chỉ kêu bằng linh mục thôi. Ông đòi trả lời đây, trả lời quyền gì? À, quyền con người á, cộng sản ác á, tin không? Nó chửi mình như vậy luôn. Hiện tại bây giờ, ông ra là gì? Là người hay là chó? Nguyễn Hồng hỏi thẳng như trong cái điện thoại của ông cách nay một năm mấy, hai năm? Năm mấy? Ông là gì? Hiện tại ông đang làm gì? Ông là con chó à? Ông đòi làm quyền con người. Ông chả là cái gì ở mảnh đất Việt Nam này. Ông chỉ là móng tay Úc thôi. Chẳng qua cộng sản người ta suy nghĩ là đụng tới ông là đụng tới những cái là giống như là đạo điếc đồ này kia, người ta không không ta không muốn. Chứ ông là gì? Nó xin lỗi, bây giờ ông làm không đúng luật, nhai đầu ông, cầm đầu ông. Chứ ông đừng có bẹt bố láo như hồi xưa là ông làm cha, làm đầu của Thọ Hòa, làm cha lớn rồi. Bây giờ ông chỉ là cái thằng thải, cái thằng dục bỏ. Ta lịch sự người ta cho ông một cái phòng cho ông ở. Ông lại chả là cái gì ông, mình đừng có bẹt lên đó ông. Lớn tiếng ông, làm thơ, làm này, làm kia, bức tâm thư. Bỉ mẹ mà chứ bức tâm thư. Bức tâm thư cái con cặc này Nguyễn Duy Tân, con bỉ mẹ mày Nguyễn Duy Tân. Cái lồn má mày, ta chửi mày, mày chả là thằng linh mục chó, mày là con chó. Có linh mục nào mà đứng ở đó nhìn một, nhìn con người, đánh con người không anh chị? Lúc này
Cờ đỏ vô thậu quà, ông đứng ông kêu đánh luôn, đánh đi, đánh đi. Mà chuyện không nói có, chuyện có nói không, bắt người ta phải cột lại, cột chói lại, chói ai? Chói những người cũng đạo chúa giống như mình luôn. Mình chói những con chim của mình luôn. Có cho linh mục nào như vậy không? Ông làm theo con đường thánh của ông hồi xưa đó, con đường chúa của ông đó, hồi xưa đó. Cuối cùng họ cũng bị đóng đinh, còn ông cuối cùng ông cũng bị cầm thôi. Nói cho ông biết vậy đó. Nhưng mà thánh của ông người ta làm lại từ đầu, thánh chúa của ông. Còn cuộc đời ông không biết làm lại từ đầu. Đang nói thằng cha Nguyễn Duy Tân, thằng chó đẻ Nguyễn Duy Tân, dí mặt em, tao nói tao đưa lên chồng thị á, sợ mày. Lên án mày nhiều lắm rồi đó. Mày có bản lãnh mày giết tao lâu. Còn người mày sâu độc thâm độc, chơi thì chơi với giang hồ không? Có cha chú nào như vậy không? Ở gần nhà Nguyễn Hồng có mấy ông cha. Nói thiệt, vừa vô làm lễ không mà chỉ có đi về. Không đào xuống đất mà đi về tới. Chứ không bao giờ mà xăm si chuyện ngoài đời, chuyện của ai làm vậy là không nói, họ không nói, họ không biết, không biết. Như hôm qua Nguyễn Hồng đi quận 3 cũng vậy, hỏi mấy người đó là lễ gì, không biết. Tao đâu biết đâu. Lễ gì? Lễ khùng, lễ điên, lễ gì? Ghi nhớ gì? Ghi nhớ công ơn gì ở đây? Công ơn tàn phế, mày gãy chân gì ai, mày gãy tay gì ai, hồi xưa tụi bay đi, đâm thề chém mướn cho làm cái gì? Lễ gì của tụi bay? Đọc. Bye bye anh chị, Nguyễn Hồng còn đi công chuyện, có mấy